nhàng và đang trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Thấy người ta hung là mình hung hay hung theo. Em nghĩ là người này không có mê. Em là nam 100%. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời các bạn. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và xin chào quý vị khán giả và bạn nam. Rồi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Khánh Đông. Em năm nay 24 tuổi. Quê gốc em ở Cần Thơ và hiện tại thì em đang sống ở Sài Gòn. Hiện tại thì em đang là giáo viên. Em giáo viên dạy cái gì em? Dạ, em giáo viên dạy mầm non. Mầm non. Rồi, mời bạn nam. Kính chào quý vị khán giả và các bạn. Đang thế này mà chị bình tĩnh nào. Gần xa. Chào anh người đến anh Cát Tường bạn gái như vậy. Vậy chị Cát Tường, chị Cát Tường. Chào bạn. Hơi bối rối chút xíu. Em hôm nay là 27 tuổi, hiện tại là nhân viên phân phối xuất nhập khẩu trái cây ngoại nhập. Thì em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở khu Đức. Quê đâu? Dạ, quê em ở khu Đức. Thủ của Đức. Kế bên quận 12, đó giáp ranh với Bình Dương. Là ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm khu vực nào? Đối diện em à. Em ở gần ngay ngã tư Bình Phước á. Là sao? Chỗ nào? Hiện tại em sống ở quận khu Đức. Bạn gái cười rồi kìa. Giận chiều tí cho vui thôi. Khớp nhưng mà dễ thương lắm. Điểm mạnh điểm yếu của bạn đi, bạn làm luôn đi cho đỡ rung. Điểm mạnh là của em là ăn nhiều, nói nhiều. Em ăn bằng cái khâu á. Khu cái máng chưa. Dạ. Nói thì em nói nhiều lắm. Cái hạn như là anh Nguyễn Linh rảnh thì nói chuyện với em cả ngày. Nhưng mà trừ khi là em đừng đói bụng quá được rồi. Điểm yếu của em là nhát gái. Với lại em ưa nói chuyện mà gung gung lắm. Với cà lâm hạn như bây giờ. Vậy là nãy giờ đang gung á phải không? Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Em thì có một vài ưu điểm như là mọi người thường nhận xét em là dễ gần, dễ tính. Em thì biết hát, biết múa chút chút thôi, biết đọc rap, biết nấu ăn chút chút. Thôi bây giờ anh kia anh gung quá đâu, em đọc rap thử coi. Bữa giờ lên đây chưa ai đọc rap. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng. Về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát. Cô nghe đó trời ơi cô đừng đi lấy chồng. Để tôi ngồi buồn bên bề hát ly cây bông. Ơi họ là họ ơi, chăm đầm gì đẹp bằng sen. Em xinh đẹp không cần bằng khen, mới tí tuổi mà đã biết thẹn. Gồ bột kết nên tóc em đen, dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Khoan, bông trắng là bông xanh nè. Chỉ cần ta cùng bên nhau và cùng chung một cơn mơ. Chứ đừng bến bồi, bên lỡ để anh hỏi mà không hề mong chờ. Quá dữ. Nếu sao bạn nam sao đọc bạn nam như bên kia được. Dạ không em mới đọc luôn. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ không luôn. Hay không, em thấy hay không? Dạ quá hay luôn. Quá hay luôn. Mà ha. Này thiếu nhạc xíu nữa. Cái đó nãy giờ điểm mạnh không ha. Còn em có điểm yếu gì không, nói cho bạn trai nghe luôn. Tính em vội vàng rồi hơi nóng tính xíu. Và là hậu đậu hay quên rồi nhút nhát nữa. Lúc âm nhạc đâu thấy nhút nhát đâu. Dạ âm nhạc thì bún lụa. Còn có nhiều cái ví dụ như sợ mấy con côn trùng như dán nhọn kia. Tình trường thì sao? Tình trường thì em nó trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây một năm rồi. Chuyện như là không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được cái gì em? Tại vì lúc đầu em thấy ảnh cũng man lắm. Nói chung. Ủa rồi khúc sau hết man hả? Cái qua cái cử chỉ và hành động á thì hả em nghi là người này không có mê. Dễ sướng dễ sợ lưỡng tính rồi đó là sao anh Linh nãy giờ chết em khẳng định với cô ấy em là ai. Dạ em là nam 100%. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Có hai mối tình, mà mối tình đầu thì em năm hồi 17 tuổi. Trời ơi sợ. Thứ hai em chia tay khoảng hơn một năm rồi, đang tìm hiểu phải không hợp thì không có quen nhau. Có hung chưa? Dạ chưa có. Thiệt không? Dạ thiệt. Mối tình trước 17 tuổi có hung không? 17 tuổi thì có hung. Cho kỳ vậy, 17 tuổi thì có hung mà bây giờ thì không hung. Hồi nhỏ sao là vậy em? Thấy mấy người lớn á, người ta thấy người ta hung rồi mình hung thấy hung theo. Người ta sao lúc lớn không hung? Thì lúc lớn rồi thấy đang quen thôi, chừng nào mà vợ em mới hung. Trời đất ơi. Còn yêu nhau cũng chưa hung luôn. Yêu nhau mà yêu quá thì chắc em làm liệu luôn. Rồi mẫu bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Cao khoảng chừng 1m55. Gọi là nước da mà ngâm ngâm.
tóc dài. Màu đen nha, thích truyền thống. Em thích một nửa, cái gì cũng nửa. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Ăn nhậu rồi hút thuốc. Dạ. Em có ăn nhậu hút thuốc nhiều không em? Dạ không. Xăm mình, ví dụ mà xăm mông thì được. Hả? Sao vậy? Tự nhiên xăm mình mà không được mà xăm mông được là sao? Hả? Dạ, có nghĩa là hay gì xăm mình á, thì người ta sẽ lúc nào người ta cũng khoe ra thì giống như giang hồ á. À. Dạ, còn xăm mông thì không ai mà đưa ra đó. Dạ, nếu mà đưa chỗ kính. Có nghĩa xăm mông là để mình em coi thôi thì được. Dạ. Còn xăm mà cái gì mà ngoài người ngoài thấy là không được. Nếu mà xăm mông á mà bạn gái nó cho phe người ta coi á, muốn vậy thì em cho luôn. Người quan trọng dám không? Chắc dám à. Không ai, em thấy không ai đi ra đường mà đưa cái mông ra. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị để kết hôn chưa? Dạ thì chuẩn bị về mà gọi là tinh thần rồi. Em và ba mẹ em thì gia đình thì được, ok. Mà quan trọng là bạn gái có chấp nhận em không thôi. Ủa em có bị gì không mà bạn gái không chấp nhận? Không có, sợ em không chuẩn men. Em chuẩn 100%, sợ người ta nghi ngờ mình phải khẳng định. Tại sao là mình sợ người ta nghi ngờ mình? Tại vì thấy bằng đồ thấy nó màu sắc quá. Mấy cái chị cho em chọn áo em nè. Anh đem tới mấy cái áo? Ba cái áo. Áo màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Tôi tưởng ổng đem màu đen, màu xám, màu vàng. Mà mấy chị chương trình chọn cái màu vàng. Trời ơi. Tại vì dặn em là mặn đồ mà sáng sáng. Thì em vô em thấy thì nó là em vô thì sáng là màu trắng á, là sáng. Còn cái này là nổi. Dạ màu trắng thì nó em không thích màu trắng. À dạ. Em thích nhất màu gì? Dạ em thì thích thì dạng như là màu đỏ. Màu đỏ hợp với em. Mai mốt lấy vợ về rồi tiền ai quản lý? Thì vợ quản lý. Dạ ông Lý em có nhiệm đưa hết. Đưa hết luôn. Đưa hết luôn. Rồi tới hồi cần cái gì xin lại vợ. Không có gì, nếu mà em không ví dụ mà cho thì lấy, không cho thì thôi. Rồi không cho tiền đâu xài. Khi mà em ví dụ giả sử trường hợp bị bể bánh xe ơi, thì em alo cho vợ. Nó nói em ơi anh bị bể bánh xe anh không có tiền. Vợ em ví dụ mà thấy vậy á phiền phức quá mốt đưa tiền em. Em muốn lấy mất có chuyện gì anh cũng kêu em hết trơn á, đúng không? Vậy đây là một cái kế sách hay á chứ. Được hay á, chịu anh rồi đó nha. Được này, có duy mà lấy anh này về không sợ buồn đâu em ha. Được á. Rồi để anh coi bên đàn gái thế nào nha. Dạ anh chào anh Quang Linh. Chào anh gái. Bây giờ em nghe anh bên đó anh nói chuyện thấy sao? Dạ vui, hài hước. Vấn đề làm dâu á sao em? Vấn đề làm dâu thì chị em thì ở riêng rồi, còn có mình em mà, cho nên nếu mà anh đi rồi ở nhà có mình ba mẹ. Tức là em đang ở với ba mẹ luôn? Dạ đúng. Nếu anh về nhà em ở luôn được không? Dạ được. Để anh hỏi dù ở rể có được không? Em gái bên đây cũng dễ thương lắm. Em ấy cũng muốn ở nhà chăm sóc bố mẹ. Rồi thí dụ bên kia đàn gái mà ta đặt vấn đề là bắt rể thì em nghĩ sao? Dạ thì bắt rể thì cũng được, nhưng mà đừng bắt em luôn được rồi. Ví dụ mà đừng phải cho em về, ví dụ mà hai vợ chồng về thăm ba với mẹ thì cho chứ. Dạ không có, em sợ nhiều khi rồi không cho về, ông không cho về nè, ông về là ông chết luôn. Em nó dứt bắt luôn rồi chết luôn á. Em hay khóc không? Nếu mà tùy theo trường hợp. Trường hợp nào em rơi nước mắt rồi? Trường hợp thì dễ thương như là như là người yêu mà chia tay á, thì đó là mình rơi nước mắt á. Nhưng mà cái cảm giác đó em chưa bị. Giờ hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba của em. Có ba theo hả? Xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Tôi là ba của Khánh Đông. Thì cái phần còn lại á thì để chúng tôi nó quyết định. Còn về cái phần mà nhận xét á, con tên gì nè? Dạ con tên Tiền, Nguyễn Văn Tiền. Rồi Nguyễn Văn Tiền. Dạ. Hình dáng thì như là khỏe mạnh, chắc chắn, cao ráo, thì cũng đẹp trai đó, chững chạc, như này vui tính. Rồi điều đó thì chú cũng chịu rồi. Nhưng mà có vấn đề nãy vừa nói, vấn đề mà có bắt rẻ hay không á thì chắc chắn là chú không để bắt luôn đâu. Vì Khánh Đông thì ở với chú. Cô chú thì cũng gần 60 rồi. Dạ. Nhà thì rộng chứ không có hẹp đâu, ở quận 8. Thì có điều kiện mà hai đứa cho nhau cơ hội mà tiến tới hôn nhân á thì chắc lẽ ở với chú có được không? Là chú hỏi thẳng luôn. Cũng gần. Dạ, ở thành phố quận mấy quên nãy bỏ nói. Dạ con ở quận Thủ Đức. Thủ Đức là đâu? Cũng gần Thủ Đức. Dạ. Thì Thủ Đức là nói về là con giáp ranh Bình Thạnh. Quận 9. Bình Dương. Quận 12. Nói có người chị thì đã gả rồi. Dạ. Đã riêng rồi. Mình thấy nếu mà gả nữa đi nữa thì cô đơn lắm. Kể như bây giờ chú đồng ý rồi đó ha. Dạ. Thì giờ chờ chỉ trao quyền lại cho mấy đứa trao cơ hội thôi. Chú đồng ý nhiều khi bạn gái con ví dụ sau này vợ con thì không đồng ý cũng như không luôn.
Thì con gắng thuyết phục mà chắc được nghe lời chú mà không sao đâu rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Rồi. Em đi với ai? Những thì bà bạn đồng nghiệp của em. Dạ, chị họ em nhưng mà khác họ. Dạ. Dạ, em kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị làm chung công ty với em Tiền. Thì em gái này rất là dễ thương. Theo mà kinh nghiệm mà với em Tiền bao nhiêu năm á, thì em gái này cũng nằm ở trong danh sách một số bạn gái mà Tiền đưa ra tiêu điểm. Chị cũng mong là hai đứa em là có cơ hội để tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn chị. Thôi, bây giờ kéo màn lên ha. Dù nhớ cái vụ mà thứ bảy nhật cho về không đó nha. Kéo màn lên. Mời bạn. Dạ, anh chào em. Hồi nãy anh có nói với em, anh chưa có nói là có khuyết điểm đó. Bạn nhắc anh tặng quà kia. Anh có món quà gửi em. Nói hiện tại là công việc của anh đang làm. Dạ, cảm ơn, dạ. Em cảm ơn anh. Cho em gửi anh. Chị cảm ơn em. Dạ. Chắc là trái cây rồi ha. Dạ. Cho em gửi anh trái lên. Cây. Là cái gì đây đi? Dạ. Thì cái gì đó chứ anh đưa lên mở rồi biết. Còn mấy kia cho ai? Dạ mấy kia là cho mấy bạn ở dưới quay phim. À dạ. Dạ. Có quà quay phim nữa. Không cho mấy quay phim là đâu có cái vỏ xin gì đâu. Dạ. Bắt đầu anh có nhận xét gì vậy em? Nói chung là hơn những gì anh mong đợi. Đẹp gái. Mà anh thấy anh giống như là anh nãy anh nói chưa nói hết điểm anh á. Là anh xấu trai. Nhưng mà anh thấy anh giống như là Ngô Mà Dương đi ung chú á. Không, anh nhìn anh cũng được mà. Làm gì tệ Ngô Mà Dương vậy? Ngô Mà Dương. Đẹp trai mà. Sao không tự tin gì vậy? Bác trai khen đẹp mà. Ngô Mà Dương đi công chúa nhưng mà hai vợ chồng đó anh. Hay nhớ không nhớ không? Đẹp trai. Để cho anh thoải mái xíu em chỉ anh một đoạn rap á. Em một hát đoạn rap đi bây giờ, thử một câu thử coi. Anh có nói anh không biết rap, không biết hát gì giờ anh biết múa minh họa không? Hát dở lắm. Vậy anh diễn đi. Thôi để anh cố gắng để anh hát cho em nghe mà em đừng có chê dở nha. Khi em ngồi bên bâng những buồn phiền xong anh biến tan. Nè. Tiếp đi. Tự tin lên nào, tiếp đi. Em như ánh sáng sao cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không hoang thang. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vui vơ gần hờ xin em bỏ qua. Sao mà anh buồn quá giờ, anh hát bài yêu mà sao mà anh buồn quá giờ? Không có, mà anh có đôi mắt vui chứ. Mà anh buồn là anh căng thẳng á. Thôi vậy giờ em hát tặng anh nha. Em chỉ cần một người xin em đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. Cổ, cổ muốn là nếu người chồng cổ thì hôn cổ mỗi ngày, được không? Được không, vẫn đi ăn luôn. Ăn là sở trường anh mà. Anh chuyện mà hôn, hôn mỗi ngày kìa. Hôn mà hôn cũng được. Anh thương là anh hôn hết. Em thích trai hay gái em? Nói chung trai gái sao cũng được. Ừ, vậy quan trọng là dạy nó được không? Em là giáo viên em phải dạy nó được rồi. Lỡ như mình dạy con ta được, còn con mình dạy không được chứ? Không có, anh có cách trị hết. Không nghe lời là anh không cho ăn trái cây. Trời giống em đó. Ví dụ mà hai đứa mình tiến xa, em muốn ở đâu? Ba nói rồi, bắt rễ đó. Không, tại nãy nói nhỏ anh không nghe rõ. Quận 8. Quận 8 là đường nào em? Quận 8 đường Dương Bá Chẹt. Ngay cầu Nguyễn Văn Cừ đó. Anh ở Thủ Đức hả? Ừ, anh ở Thủ Đức. Thôi được rồi em. Em có những khuyết điểm vậy vậy á, nãy á, rồi anh có chấp nhận được không? Tướng anh về chứng men chắc được, anh chấp nhận được hết á. Cái quan trọng là em có một điểm mà tốt là được rồi. Show ca gì anh chấp nhận được hết. Em thấy anh bị chuẩn men thiệt á. Quen nhau mà có cái gì đó khó khăn á, anh có cùng em vượt qua những cái khó khăn trong tình cảm không? Hả? Anh sẽ vượt hết em. Người ta nói cái câu như thế này rằng: đường đi tuy khó, không khó. Khó ở chỗ là ngăn sông cách núi. Mà nói cho nó rõ ý nha, đường đi không khó, khó qua không có đi khó. Đường đi tuy khó, khó qua không có đi, không đi tuy khó. Khó không khó ở chỗ gọi là ngăn sông mà cách núi, mà khó ở chỗ lòng người ngại núi hay sông. Thật sự là anh nói chuyện thì không biết nói chuyện như thế nào mà gọi là lãng mạn hay là để được mà em chấp nhận. Nhưng mà anh sẽ nói chuyện ra là xuất phát từ trái tim của anh mà cho em biết. Và anh hy vọng anh và em sẽ cùng đập trái tim với nhau.
biến trái tim trên màn hình đó thành một trái tim màu của tình yêu. Anh nghĩ rằng khoảnh khắc này là thật tuyệt vời. Khi chúng ta về già, ngày nói con cháu chúng ta biết rằng ngày xưa ông và bà đã quen nhau như thế này và hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Và nắm tay nhau chặt nha em. Hấp không em? Hay quá. Hay quá. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa sao anh bấm nha? Rồi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Một cái hôn đầu tiên. Rất tuyệt vời chàng trai. Đây những chiếc vé xem phim Quê Thống Cùng Đạp 212 đi chiến thắng Cinebox. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng cho hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagon. Hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Em 15 triệu lụm đi. Rất dễ thương. Đây là một cặp ấn tượng đấy. Hiện tại là em không biết nấu ăn, em cũng không thích làm việc nhà. Em có thể bù trừ lại cho bạn là tại vì em xuyên mà làm việc nhà, mặc dù là lâu lâu mới làm một lần. Hả? Coi như cặp đôi đầu tiên cũng đã đồng ý hẹn hò. Chúng ta sẽ tới với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu đi em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em là Nguyễn Thị Ngân Hà, em 25 tuổi, em sinh năm 92. Quê gốc của em là ở Hải Phòng. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Hiện tại em đang là trợ lý giám đốc của một công ty Hàn Quốc ạ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, trước tiên em cũng xin chào tất cả các vị khán giả ở trường quay. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em là Chim Hoàng Gia. Năm nay em 20 cộng 8. Năm nay em 28 tuổi. Hiện đang là giám sát kinh doanh của một công ty thời trang. Và với gốc của em là ở Kiên Giang ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em khá là hòa đồng, thân thiện. Hiện tại là em không biết nấu ăn. Em cũng không thích làm việc nhà. Mẹ em cũng cưng em á. Thế là cũng không có ép em phải làm cái gì hết. Bạn trai, nghe bạn gái là không có làm gì hết trơn á, thì em có cảm giác gì? Em có thể bù trừ lại cho bạn là tại vì em biết nấu ăn và biết nấu nhiều món. Rồi, vậy được rồi. Tốt. Với lại em cũng xuyên mà làm việc nhà, mặc dù là lâu lâu mới làm một lần. Hả? Nhưng ví dụ như bạn gái vợ em á, sau này vợ em không có làm gì chứ, không biết nấu nước chứ, em nấu hoài luôn, làm việc nhà hoài luôn, em có ngại không? Cái đó mình phải chia sẻ cho anh. Nếu mà bạn thật sự bạn yêu thương mình á, thì bạn sẽ không để cho mình nấu mình lên đâu. Em thấy là nấu hai người nó sẽ hay hơn. Dạ, em sẽ dạy cho bạn. Sao em, mình có cải thiện được không em? Dạ, em đồng ý. Nấu ăn cho người mình yêu cũng là một cảm giác rất là thú vị. Được rồi, cái đó anh nghĩ rằng về cái đó cải thiện không có khó gì lắm. Vấn đề chỗ là bây giờ mình có duyên với nhau hay không ha. Bạn có những mối tình như thế nào? Thì em cũng có một mối tình sâu đậm, quen cũng 4 năm nhưng mà cảm thấy là không có còn hợp nhau nữa, cho nên hai bên quyết định chia tay nhau. Sao không chia tay sớm sớm đi để chi dài dữ vậy? Thì giống như là nó hết nợ rồi chị, trả tới nợ tới nhiêu đó là hết rồi. Em thấy là thực ra cái chuyện mà yêu nhau 4 năm, yêu nhau 10 năm mà chia tay vì không hợp rất là bình thường. Em nghĩ là nó tốt hơn chuyện là mình cưới xong rồi mai tao muốn mình ly dị. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em chưa yêu lần nào hết. Em mới chỉ có kiểu là thích mối quan hệ tình học trò cách đây 10 năm thôi. Thế em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, cao hơn em một cái đầu, nghĩa đen với cái bóng thôi. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m65. Bạn trai cao mét mấy? Em cao 1m68. Vậy là cao cái đầu được rồi, đúng tiêu chuẩn rồi. Anh ơi, tại vì em thì em rất là thích đi giày cao gót mà tầm khoảng 5 phân trở lên á. Thì em mà cao hơn anh em cũng thấy kỳ kỳ. Vậy anh có thể ăn gian chiều cao bằng cách anh có thể chảy cái đầu tóc nó hơi cao hơn một chút xíu. Được hết mà. Rất có thiện chí. Dạ, cảm ơn. Bạn nam, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn nữ tóc ngắn, cá tính mà khuôn mặt
phải có một cái nét duyên gì đó. Và đặc biệt thì khi mà em nhìn một người con gái, em hay nhìn vào cái bàn tay và cái bàn chân của họ. Lý do? Em không biết nữa. Lý do thì không biết thiệt. Nhìn bàn tay bàn chân hả? Dạ. Thế nào là bàn tay đẹp, thế nào là bàn chân đẹp? Cái đó em không có định nghĩa được. Miễn sao em thấy em cảm, em cảm. Nhìn cảm thôi đó hả? Dạ. Thôi mình nói kì, kì, coi cái tay kia đi. Được không? Cũng được. Sạch sẽ là được. Này sạch không em? Dạ sạch. Tay của chị á chị. Chị là phải sơn móng tay chứ. Được rồi em gái, yên tâm ha. Lạ nha. Thôi để hỏi bạn nữ cái trước khi qua coi mặt nè. Em có đặt ra cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích hói đầu, không răng hô, không bụng phệ. Không bụng phệ. Sáu múi càng tốt. Bên đây không có múi luôn. Chào chị. Không hói. Không hói, không hô, không bụng phệ nhưng mà không có sáu múi. Chà, có vẻ hơi thấp hơn bên này nha. Anh có chơi thể thao không ạ? Anh thì có chơi gym nhưng mà không có thường xuyên thôi. Ví dụ như anh chơi 2 tháng thì anh nghỉ khoảng 1 tháng rồi sau đó anh tập lại. Giờ có được mấy múi rồi? Chắc một múi chị. Một múi nhưng ha. Mà không có khỏe đâu. Cổ hỏi là nếu như trường hợp mà đứng mà cổ cao hơn bạn thì bạn có ngại gì không? Em thì em không ngại. Thực sự yêu nhau cao thấp nó không thành vấn đề, ngoại hình nó không thành vấn đề. Nếu được bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Cảm thấy đủ là cưới rồi. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu? Gia đình em thì có cái hướng là sẽ tất cả sau này sẽ là lập nghiệp ở Sài Gòn và sẽ có nhà ở Sài Gòn. Thí dụ cụ thể thôi bạn. Cái hướng của em là em muốn kinh doanh riêng ra. Trong thời gian này em chỉ học hỏi thêm kinh nghiệm để mình có ý định là kinh doanh cái gì chưa? Có hùm hùm trong đầu chưa? Có một vài ý tưởng. Rồi hy vọng là những cái ý tưởng của bạn sớm sẽ được thực hiện và sớm được thành công ha. Mình đang còn lo bạn gái, lo cái chiều cao chút xíu thôi ha. Nhưng mà biết đâu gặp cái nhìn mặt nhau là mình thích thì cái chuyện đó không quan trọng. Đúng rồi, chiều cao không quan trọng đâu, người ta đặt ra vấn đề vậy thôi. Nhưng mà khi mà gặp yêu là khỏi có chiều cao chiều thấp gì chứ á. Để cho em. Chị tươi quá, cười rất là tươi. Dạ. Em không thích điều gì ở người chồng tương lai của mình? Dùn tất cả mọi công việc nhà cho vợ. Cái giống như là theo quan điểm Á Đông á là việc nhà rồi việc bếp núc, việc con cái là của vợ. Còn chồng chỉ có kiếm tiền. Thì đó là điều em không thích. Em nghĩ là tất cả mọi người đều phải chia sẻ với nhau, kể cả là về vấn đề tiền nong nữa. Có nghĩa là hiện tại là em có đi làm, anh cũng đi làm, thì là chúng em cùng dành ra một khoản để chăm lo cho gia đình, chứ không có là chỉ có mỗi mình anh ấy chăm cho gia đình. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Nãy giờ em nghe nói chưa? Nghe hết chưa? Dạ, nghe. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không em? Dạ, hôm nay thì em chỉ có chị đồng nghiệp thôi ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi, em chào quý vị khán giả. Hà rất là dễ thương, khá là rõ ràng và mạnh mẽ. Rất là phù hợp với cái bạn trai bên này. Anh thích tóc ngắn đúng không ạ? Thì bạn Hà cũng là tóc ngắn và cá tính rất mạnh mẽ. Rồi em xin nhận xét về bạn trai cho Hà nghe ha. Thì khuôn mặt rất là sáng, đeo kính cận, không có hói. Bỏ qua chiều cao đi ha. Nếu như mà đến đây Hà tìm kiếm một ngôi sao mà trong giải ngân hà của mình, mà nếu như mà to cao vạm vỡ không có, thì bây giờ có thể anh là ngôi sao mà nhỏ nhưng mà là sáng chói. Oh. Hay, rất hay. Trời, bạn đồng nghiệp nhận xét hay quá. Em tò mò quá. Tò mò quá ha. Dạ. Bạn trai mình đi với ai? Dạ, em đi với ba bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả khán giả trường quay ngày hôm nay. Thật sự là em thấy là bạn gái bên đây rất là ok. Có cái tính mạnh, một thân hình nó cũng mảnh khảnh. Rồi một mái tóc ngắn và thật sự là có cái nụ cười rất là duyên, rất là cuốn hút á. Cũng là rất là phù hợp với lại anh Gia. Xin hết. Dạ. Cảm ơn em. Rồi kéo màn. Đây là giây phút để các bạn có thể gặp gỡ nhau, trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Chào anh. Chào em. Cho anh nhận xét trước hả? Dạ. Em hơn cả sự tưởng tượng của anh nữa. Nghĩa là tích cực hay tiêu cực ạ? Tất nhiên là nó tích cực rồi. Dạ, cảm ơn anh. Về cái chiều cao á, anh nghĩ cái đó nó không thành vấn đề đâu. Thôi bây giờ mình đứng lên mình so thử xem nào. Thế vậy mình mới biết được như thế nào chứ. Em xin lỗi, hôm nay em đi thay cao. Được mà, đâu có gì đâu. Được không quý vị? Được mà. Hợp lý mà. Được. Dướng lên chút bạn, dướng lên chút xíu. Bạn ấy bằng dướng. Đặt cho bạn đôi giày độn cao lên chút xíu nữa. Rồi trò chuyện đi hai bạn, chuyên đề hẹn hò đi. Thì hiện tại là anh đang thuê nhà ở đâu ạ? Anh ở ngay ga Sài Gòn, ở quận 3. À,
Nhà em thì tại là không môn, nhà em hơi xa là. Không sao hết, khoảng cách không là vấn đề. Dạ. Em muốn hỏi một chút xíu là kiểu như là khi mà anh yêu cái chị cũ á, chị người yêu cũ của anh á. Ờ. Dạ. Thì nói sao ta? Nói chung là trong khi mà anh đã phát hiện ra là mình không hợp rồi á, thì mình có khoảng thời gian mình cố gắng để mình hàn gắn mối quan hệ đó hay không? Có. Về khoảng thời gian đó là khoảng bao lâu ạ? 3 tháng. À, vậy là mình đã tìm đủ mọi cách chưa? Em đang nói chính xác luôn, anh đã tìm đủ mọi cách. À, vậy là hiện tại chị đã có mối quan hệ mới chưa ạ? Thì cái đó anh không có còn quan tâm nữa. Vậy là sau chia tay là anh block hết tất cả? Chính xác. Tại vì cái tính cách của anh thì anh khi mà đã kết thúc rồi anh không có muốn quay lại nữa. Dạ. Cho em hỏi xíu là anh có thể nói được mấy thứ tiếng? Anh nói được tiếng mẹ đẻ và mình có thể nói được một chút tiếng Anh. Thì anh có sẵn lòng mình sẽ học tiếng Anh nhiều hơn được không? Được, vô tư. Dạ. Hồi nào giờ anh không có tin cái duyên, nhưng mà lần này anh sẽ tin cái duyên. Anh sẽ không hứa bất cứ gì hết trong thời điểm này và sau này cũng vậy. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng á, nếu mà sau này anh có một gia đình thì người vợ của anh sẽ là người hạnh phúc và sẽ là một người tôn trọng và được yêu thương. Rồi, hết thời gian. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đến đây á là cái duyên. Dạ. Những cái duyên có trao hay không mới là điều quan trọng. Khi các bạn đồng ý nhấn nút, tức là chúng ta đã trao đi cái duyên. Mà cái duyên trao đi là một điều rất là thiêng liêng nha các bạn. Hãy lắng nghe đúng cảm xúc con người của mình ngay thời điểm này. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Hãy nắm tay nhau đi hai bạn. Hãy nắm tay nhau. Đấy, bây giờ đã trao nhau cái duyên rồi. Bạn trai có món quà nhưng quên tặng bạn. Đây, nói gì đi. Anh cũng tặng cho em món quà này. Dạ, em cảm ơn anh. Vẫn nắm tay nhau. Một nụ hôn vẫn xuất hiện trên sân khấu này. Anh hùng tráng em hả? Dạ. Đừng hôn con quá vậy. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Kiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ em cảm ơn ạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của ở cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Hai bạn. Yêu em gì chưa? Em chưa bắt tại trận gì mà chỉ có bắt qua điện thoại và em thấy là hiện tại là chụp hình chung với một người phụ nữ khác. Các Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong không gian của nhà hàng Hoàng Yến. Hoàng Yến Buffet là nơi quy tụ các món ăn khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam. Với thực đơn phong phú hơn 60 món ăn trưa và hơn 70 món ăn tối tự chọn, nhà hàng mang đến cho thực khách những cảm nhận mới mẻ về các món ăn quen thuộc được chế biến theo đúng khẩu vị vùng miền. Và đồng thời, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, tác phong phục vụ lịch sự, ân cần, đem đến cho thực khách trải nghiệm hài lòng khi ghé nơi đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. À, đợi Tường một xíu nha, Tường sẽ ra ngoài đưa bạn gái mình vào. Đây, bước qua đây. Vòng qua đây. Đường đi đến tình yêu nó phải găm go vậy đó. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dạ, chào anh. Dạ, em chào anh ạ. Em chào chị Cát Tường và quý khán giả trường quay. Dạ, em tên là Lê Thị Minh Linh. Năm nay em 40 tuổi. Em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm công việc là công ty bia.
À, uống lần được mấy lon, mấy chai? Dạ, em muốn chừng được 2 chai rồi. Vậy hay sao làm bia mà uống ít vậy? Tại nói chung là trong công việc á thì không phải là nguyên tắc quy định công ty là không được uống bia trong giờ làm việc. Mình đang ở đâu, quận mấy? Dạ, em đang ở quận Tân Phú ạ. Quận Tân Phú. Rồi, rồi chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia, chào quý vị trong trường quay. Em tên là Nguyễn Hữu Tình, năm nay 39 tuổi, hiện đang ở đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Làm công việc gì? Hiện tại thì em đang mở quán trà sữa bán tại... Trà sữa? Giờ quán trà sữa mình nhập bia và bán luôn được không? Chỉ có nhập bia chứ mở quán nhậu mới nhập được chị. Hả? À, bán trà sữa ở đâu em? Ở gần nhà trên Củ Chi luôn chị. Củ Chi? À, bán cạch trà sữa lâu không? Lâu chưa? Đầu năm nay. Mới bán đầu năm nay? Vậy trước đó thì làm công việc gì? Trước đó thì em đi làm công ty. À, về cái gì? Về bên tài xế rồi. À, rồi sao tự nhiên đang đi làm công ty chuyển qua bán trà sữa? Bán trà sữa lời hơn hả? Đi làm tài xế thì cực với vất vả nhiều. Tài xế đường dài hay là tài xế trong thành phố? Vòng vòng Sài Gòn, nó đi lâu lâu mới đi tỉnh chị. Rồi quán trà sữa mình có món gì đặc sản không? Đặc biệt không? Thì có món chè dưỡng nhan. Chè dưỡng nhan? Wow. Mai mốt chăm sóc bạn gái mỗi ngày 1 ly cho bạn ấy dưỡng nhan nha, được không? Chà. Chị nghe đơn chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn rồi vui vẻ hòa đồng với anh em bạn bè. Ừ. Điểm yếu của em thì đôi lúc thì hay nóng tính, rồi cọc cằn thì nóng tính lên thì hay nói trong lúc đó xong thì thôi không có để bụng. Thế còn em sao buồn xoa vậy trời? Điểm mạnh điểm yếu vui lắm con. Em là hòa đồng vui vẻ hoạt bát. Em thích nhất là nấu ăn, với lại chăm sóc gia đình. Em thích là sở thích em là hay ca hát. Giờ đây em hát xong một bài em tặng chị Cát Tường và anh bên kia quý khán giả trường quay. Rồi, vỗ tay cho bạn gái đi. Tình nồng thâm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương vương mái tóc xanh. Những tình đậm đà là những tình đơn sơ, quê tôi vinh đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê say xưa bóng thiết tha. Những tình mẹ xa dạ. Quên lời. Đang hát ngon lành, đang phiêu quá trời luôn à. À, nhưng mà chắc giọng nó ngọt ngào phải không? Dạ. Em xin giới thiệu điểm yếu của em là em hơi nóng tính đó. Và hơi ghen hơi bị nhiều. Trời ơi, ghê vậy. Lại tính em là hay la. Và ăn thì nói chung là cũng hơi nhiều. Dạ. Mà cái mức độ em ghen nó có ghê gớm không? Ví dụ cái lần mà em ghen ghê gớm nhất là em làm gì? Em ghen như thế nào? Dạ, em ghen là em chỉ có giận thôi à. Em sao giận ghen dữ lắm? Thì em ghen dữ lắm, em giận em la lên vậy đó, rồi thứ hồi là thôi hết. Vậy hả? Dạ. Mà trong tình trường trước đây là em có khi nào em bắt tại trận người yêu em gì chưa? Em chưa bắt tại trận gì mà chỉ có bắt qua điện thoại và em thấy là hiện tại là chụp hình chung với một người phụ nữ khác. Rồi em xử trí thì sao? Thì em nói thôi giờ anh đừng anh đi thì em đi rồi, nói chung là tới đây là thôi chấm dứt. Rồi. Thấy qua hình thôi là chia tay luôn vậy đó hả? Rồi em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình. À, mối tình đó như thế nào, được bao lâu? Thì mối tình em quen là gần một năm. Rồi lý do sao chia tay mới được chứ? Thì tại vì nói chung là em ảnh có giải thích mà em không nghe. Em nói là thôi bây giờ là anh cảm thấy mà anh có một người phụ nữ khác thì thôi, đường anh đi, đường em đi luôn. Đó là mạnh ai nấy đi. Nhưng mà hai người là đã quen cái mức độ như thế nào mà chị ghen dữ vậy? Mình đã tính tới hôn nhân chưa? Dạ thì em thấy như vậy thôi, em không tính tới hôn nhân nữa. Em cũng thật sự là em đã từng kết hôn một lần và đã ly hôn một lần. Là người đó hay là người khác nữa? Dạ là người đầu tiên của em. Hiện tại bây giờ em có một bé gái, hiện tại đang sống với em và ba mẹ của em. Con em thì năm nay học được lớp 10, 16 tuổi. 16 tuổi rồi, vậy là dạ, con lớn là nhờ được em. Rồi ha. Dạ. Bao nhiêu lâu sau thì mới quen với cái người sau? Khi mà chia tay là em chia tay là ông xã em được là 3 năm. Ông xã em hồi đó là em ở được bao nhiêu năm? Em ở thời gian là được 7 năm. 7 năm thì tại sao chia tay? Tại vì nói chung thì đầu tiên thì ảnh cũng rất là thật thà vì đã nghe lời gọi là quyến rũ của bạn bè. Rồi sau ảnh về ảnh nói dối với em thế này nọ kia thì ảnh đã có một người phụ nữ khác bên ngoài. Cũng lại là chuyện ghen tuông nữa. Dạ. Rồi cuối cùng thì em đã hết sức gọi là cố gắng mà để mà hàn gắn lại. Thì anh ta một hai nằng nằng là em phải ký đơn để mà gọi là ly hôn. Anh nói là không còn hợp với nhau nữa. Thì bây giờ tốt nhất là nên ly hôn với nhau.
coi như là người chồng cũ đó là quyết ly chia tay ly hôn với mình. Dạ. Còn cái mối tình thứ hai là mình chủ động chia tay, mình thấy nó không hợp. Em chia tay không hợp với nhau là chia tay luôn. Cũng không có may mắn lắm, mà người gặp người hay ghen, mà tại lòn dính toàn mấy chuyện nên ghen tuông không à. Rồi còn bên đây tình trường của em như thế nào? Dạ, tình trường của em thì đã từng ly hôn đây hơn 8 năm chị. Ấy cũng trong 8 năm qua cũng có quen hai người, nhưng mà một người thì thời gian chỉ được mấy tháng, nhưng mà ta quen nhận quen không thật cái nên thôi. Một người quen hơn năm thì hai đứa cũng quen, cũng chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng mà gia đình bên bạn em thì coi tuổi thì tuổi em với người đó không hợp, rồi cấm không cho quen nữa, rồi chia tay đến hiện tại bây giờ luôn. Cái người kết hôn đầu tiên là được kết hôn được bao lâu? Thì ngày quen đến ngày chia tay, cưới luôn mới chia tay được hơn 2 năm chị. 2 năm mà có được cháu nào chưa? Dạ chưa. Lý do tại sao chia tay? Thì tại tuổi không hợp với gây... Tuổi không hợp sao lấy nhau làm chi, đám cưới làm chi? Tại hồi đó thì thương thì... Lấy đại luôn? Cưới, rồi sau rồi về mới tính biết là không hợp. Lúc đó là nhiêu tuổi? Khoảng 30 chị. 30. Dạ. Cũng chín chắn rồi mà không tìm hiểu cho kỹ. Rồi là coi như ở không mấy năm rồi? Dạ, cũng hơn năm. Hơn năm rồi. Em muốn tìm một mẫu người tương lai của mình, một người đàn ông dạ, như thế nào? Em tìm một người bạn trai, nói chung là tính tình thật thà, biết chăm sóc gia đình, biết thương em và thương con em và thương ba mẹ của em. Không sống về gia trưởng trong gia đình và không bắt buộc em là phải thế này thế nọ kia theo anh ta. Vậy thôi. Dạ. Mẹ ngoại hình có yêu cầu gì không? Có tiêu chuẩn gì không? Chiều cao 1m68. Phải đúng 68 hả? 67 rưỡi đâu không? Lý do tại sao mà chọn 1m68? Tại vì em thích cái số đẹp hả? Số đẹp. Trời đất ơi, cao mét nhiêu em? 1m65 chị ạ. 1m65 à? Trời. Thí dụ ta dao động từ 1m65 đến 1m70 hay gì sao khẳng định vô chúng luôn 1m68 hay gì? Không, thì em chỉ thích là cái số đó thôi. Nhưng chắc thì quan trọng là hợp hay không do hai người chị. Đúng rồi. Thật thấy còn mình thì sao? Có tiêu chuẩn yêu đưa ra cái tiêu chuẩn yêu cầu dạ, như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì người phụ nữ là hiền dịu và biết quan tâm lo lắng cho gia đình được rồi chị. Không ăn chơi đua đòi xe xua theo bạn bè nhiều quá. Chị hỏi nghiêm túc nè, với công việc của bạn gái nè, mỗi tối bạn gái phải đi làm như vậy. Dạ. Tiếp xúc với nhiều người, có thể là cũng tiếp xúc với đàn ông, bán bia chủ yếu bán cho đàn ông. Dạ. Em có ngại gì không? Cái chuyện đó chuyện công việc mà chị. Chờ công việc thì mình biết như vậy mình ấy, nhưng mà mình đừng có đi quá đà được rồi. Rồi. Thường thì mấy giờ thì em về đến nhà? Dạ em là 9 giờ rưỡi à. Ồ cũng sớm mà, đi bán đi cũng sớm. Dạ. Đâu phải 11 mà 2 giờ đêm. Dạ. Cũng tại sớm. Vì em làm ở công ty. Thì đúng giờ quy định của công ty đưa ra. Tốt. Bây giờ à đâu coi hình coi, cho chị mượn hình coi. Ngầu quá ha. Lựa đi, mỗi người một tấm một thôi để cho dễ lựa, đưa nhiều quá anh ta rối. Có ảnh chồng á, có em ở chồng á. Cho một cái gợi ý cho đối phương có thể dễ nhận ra mình. Em gái cho gợi ý trước, một cái gợi ý thôi. Anh xem trong hình là trong đó là bốn người. Em là bên em là... Thôi, đừng có chỉ, ta chỉ gợi ý thôi chứ chỉ luôn còn gì nữa. Có gợi ý gì cho cổ không? Em khỏi gợi ý luôn chị, cho tự tự em luôn chị. Hai bên làm khó nhau, tự chọn đi. Em thích anh nào? Em thích anh này. Lý do tại sao thích anh này? Tại em thích mẫu người bạn trai tròn, tròn người. Vậy hả? Dạ. Thích tròn hả? Dạ. Đâu, em nào? Lý do sao chọn em đó? Thì theo cái tuổi, cái tuổi gì? Tuổi người ta lớn tuổi hơn mình dạ, luôn đó. 40 tuổi lần đó. Em nghĩ chắc người này. Chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn may mắn lần sau. Dạ, và bây giờ thì hãy nhìn vào cửa trái tim ha. Chị Tường sẽ mở cửa ra. Dạ. Mình xem coi cái sự chọn lựa của mình đúng hay không nha. Cầm hình lên và so sánh đi các bạn. Xài bé, không ai trúng hết. Dạ. Đó, chị đánh cửa trái tim mình mở ra. Cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Nói chung là nhìn thì rất là dễ gần và dễ mến. Nói chung là rất hiền. Trời ơi, tôi nhìn mặt, tôi nãy giờ tôi thấy dữ cũng chết luôn mà bà la hiền.
Hồi nãy giờ chị nhìn mặt mà chị định hỏi ảnh á, em bán trà sữa có khi nào em bán ế tại học sinh á, nó nhìn mặt em nó sợ không? Nó thấy chú mặt chú nghiêm quá. Có ai nói vậy chưa? Dạ chưa chị. Người ta nói em hiền hay nói em dữ? Nói em hiền luôn. Hiền hả? Mà em thấy em hiền hay em dữ? Em tại mặt với cái hết cái đầu kiểu vậy thôi chứ tay trong hiền. Hiền khô à, ha? Dạ. Rồi khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Thì nói chung thì nhìn bạn đối diện thì cũng được, cũng lấy cũng nhìn dễ nhìn rồi. Dạ, ấy là món quà. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em tặng anh một món quà, nói chung là một cái món quà nhỏ và một cái gọi là cái ví, để nếu mà chị nói mà anh và em hợp với nhau thì mình có thể mình đựng tiền chung. Rồi, ok, cảm ơn. Hay quá, đựng tiền chung là mình hợp lý luôn đó. Cô này thông minh ghê. Đùa thôi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn trò chuyện tâm sự riêng với nhau ha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại, mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Đây là món bò kho bánh mì nè, rồi có một dĩa bánh trái cây chè rất là hấp dẫn. Bò kho bánh mì với vị cay của ớt nè, vị giòn của bánh mì và vị thơm béo ngậy của bò kho được kết hợp rất là khéo léo. Hai bạn hãy dùng ngon miệng và trò chuyện với nhau hết sức tự nhiên nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Xin mời hai bạn. Em mời anh. Dạ mời. Anh thường thường là anh ở xa không? Anh ở kinh Củ Chi luôn. Củ Chi. Thì em cũng có một cô bạn không ở Củ Chi luôn. Mà nói chung anh ở vậy rồi, chung là cái công việc của anh á, mà anh bán trà sữa vậy đó, thì là cũng là trên trạm đúng không? Ở phía dưới đây à? Bán trên Củ Chi luôn, gần nhà luôn. Thì giả sử bây giờ anh quen, chung là anh quen với em, thì nhà em thì nói chung thì ở quận Tân Phú. Thì lúc anh đi đường xa anh có trở ngại cho anh cái gì không? Ví dụ xa xôi thì nó quan trọng, quan trọng mình có muốn đi không. Nếu khi đã muốn thì ở đâu cũng đến được. Dạ. Còn khi đã không muốn thì có ở gần nhau cũng đến được. Rồi thời gian anh trong công việc như vậy đó, thì anh rảnh vào một tuần lễ là anh rảnh vào ngày nào? Nói chung thì buôn bán thì thời gian rảnh thì cũng có, thì muốn khi nào nói trước thì thu xếp là được, ok hết rồi. Thế mình làm chẳng, mình cũng làm tự do mà. Ba mẹ anh vẫn là nói chung là có khó tính hay không, một khi mà biết em làm trong cái công việc, nói chung là em làm bên công ty bia đó, thì ba mẹ anh có nói chung là có cản trở một vấn đề cho anh hay không? Thì nói chung cái công việc thì nó không có, ba mẹ nó cũng không có khăn gì hết, chỉ chủ yếu là công việc đàng hoàng không, mình không làm bậy bạ vi phạm pháp luật là ok. Sở thích của anh là có thích đi một tuần là hạn như là đi chơi xa đồ á, anh có thích không? Không, thì cái sở thích của anh là cái đam mê là thích đi phượt mà. Đi phượt bằng xe máy đồ. Sở thích của em thì thích đi chơi xa, chẳng hạn như đi biển. Đó, với lại thì nói chung là anh có nhậu nhiều không? Không, nhậu thì không. Không nhậu. Hút thuốc. Hút thuốc thì có. Có. Rồi nói chung là đỏ đen. Không, không có. Lăng nhăng. Không có luôn. Nói chuyện đó thì không. Ăn miếng đi, vừa ăn vừa nói chuyện chứ, để chương trình hẹn ăn trưa mà lên nói chương trình không cho ăn cái gì, đúng không? Dạ. Hẹn hò được gì chưa? Có khai thác được thông tin gì chưa? Nãy giờ cũng nói chuyện bình thường chị. Đâu, thấy bên đây liên tục, bên đây bắn liên tục bên đây im gu. Sao em nãy giờ thấy ổn gì không? Có cái gì bất ổn không? Dạ em nói chung là em thấy anh ít nói. Nhiều khi anh nhường em nói chứ anh đâu có ít nói đâu. Cái công việc của em là phải nói chung là gọi là chăm sóc khách hàng. Thì phải nói nhiều. Thì giờ người nói phải người nghe chứ. Nếu mà ổng nói luôn nữa. Bây giờ là em ngưng nói cho tới anh đi. Đó, tới anh là hai ba vô. Giờ muốn hỏi gì hỏi đi, có tôi ngồi đây tôi làm trọng tài cho nè. Đối với em thì cái quan niệm gia đình như thế nào? Em thì gia đình em thì ba mẹ ở một mình em thôi. Nếu mà lập gia đình thì nói chung là ở gần gần ở đó thì nhiều khi có thể qua lại chăm sóc ba mẹ. Nếu em không có làm dấu được. Hai đứa tìm hiểu mà cảm thấy được thì thời gian thì bao lâu mới được? Thì nói chung thời gian thì em cũng sẵn sàng chờ đợi. Anh nói ra nếu mà mình hợp với nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Thì cái đó là tất nhiên, thì muốn tiến tới một cái hôn nhân gia đình thì cũng phải cần có một thời gian tìm hiểu nhất định. Nói chung là đàn ông mình chủ động đi. Yeah. Chứ người ta đâu có cầu hôn mình được đâu. Nhưng mà người ta là tâm lý là sẵn sàng. Yeah. Nếu mà đủ sự yêu thương, đủ tình yêu, đủ sự chắc chắn an toàn thì người ta sẽ ok. Hôm nay đến với chương trình thì là nãy chị ra ngoài chị thấy là có người nhà
Dạ, dì đúng không cơ? Là cô. Cô dạ. Ruột hả hay là dạ, cô ruột. Cô ruột đến dạ. Thì chắc là phải mời người lớn vào để xem ta có cái suy nghĩ, có quan sát, nhận xét gì về hai bạn ha. Dạ mời cô ạ. Trời ơi cô mặt hiền quá. Dạ chào cô. Cô chào chương trình, cô chào MC. Thấy cháu bên đây tuy nhỏ tuổi nhưng mà thấy cứng lắm đó, thấy già lắm, tưởng muốn muốn. Bé Linh thì nó con nhưng mà con đã lớn rồi, nếu mà hai đứa mà hợp nhau đến nhau thì sanh con thêm, thì con ở với ông bà ngoại cũng được. Dạ. Thì Linh á giờ nó ra nó buôn bán làm ăn với con cũng giỏi nữa, Linh nấu ăn cũng giỏi lắm luôn á. Dạ. Nhưng mà cơ bản nếu mà cô nhìn thấy hai cặp đôi này cô thấy như thế nào ạ? Cô thấy được đó. Nếu mà buôn bán thì cô thấy ok hơn. Có lời nào muốn nói với cô không nè? Thì cái tiên thì con cũng cảm ơn cô có mặt hôm nay với Linh. Nếu mà hai đứa mà có duyên với nhau thì con cũng ráng cố gắng thì dành hết tình cảm cho Linh. Rồi cảm ơn hai bạn, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ cảm ơn cô. Dạ, cô. Dạ. Bây giờ chơi game show chúc cho vui ha. Mời em gái bóc một lá bài, đọc lớn lên và thực hiện yêu cầu trong này cho vui. Yêu cầu bạn nữ hãy nắm tay và hát tặng anh ca khúc lãng mạn. Wow, đúng gu luôn. Thôi nhưng mà điều mình qua bển cho cổ nắm tay đi chứ bắt phụ nữ đi qua đây hơi kỳ. Qua đây nắm tay cổ rồi nói một câu cho nó hay, em có thể hát tặng anh một bài không? Cặp đôi thì cô nói đúng á, về buôn bán nè, miệng ai cũng lanh, mở tiệm trà sữa quán nhậu gì cũng được hết trơn nè. Em hát tặng anh một bài Tàu Về Quê Hương. Rồi. Anh ơi đô thành, ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình sống như tiên, một con đường chánh chinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng lá bướm. Anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng như anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dấu nhà anh. Trời ơi, cái bài hát gì mà nó trúng, mà nó tâm lý thấy không? Bài hát có ý hết trơn đó. Anh đi đâu thì em ở đó. Đó, rồi tới bạn nam. Từ từ, bốc thăm trước cái đã. Bạn nữ hãy kể ra 5 điểm ghét nhất ở đàn ông. Kể đi em cứ phả hết vô cho chị. 5 điều ghét nhất ở đàn ông. Em ghét nhất ở đàn ông là nói chung là răng nhăn nè. Răng nhăn. Ra đường thấy phụ nữ cứ liếc qua liếc lại nè. Có lại nói chung là nhậu nhẹt nhiều. Có lại là đỏ đen. Nói chung là nói chuyện thì nói chung là lúc em có ý kiến thì phải nghe em. Nói chung là em thích mà gọi là lớn tiếng. Nói lớn tiếng có gì nói với nhau đúng không ạ? Dạ. Những cái điều đó là ai cũng không thích chứ không phải mình riêng cô này đâu. Mình thấy mình có dính vô cái điểm nào trong cái 5 điểm mà cổ mới nói đó không vậy? Có dính rượu bia chị. Có dính rượu bia. Không có nhiều. Chỉ thỉnh thoảng thì đi với bạn bè uống chai hai chai. Không, thật ra đàn ông phải biết chút đỉnh đó chứ không biết cái đó buồn lắm. Chị là còn mơ lấy người chồng, mai mốt tối tối hai đứa ngồi nhậu với nhau tâm sự cho vui nữa đó. Rồi thôi vậy được rồi, nhưng mà nãy giờ em lời quá. Cổ hát tặng em hai bài. Giờ em phải hát tặng lại cho cổ một bài rồi chúng ta mới quyết định là có bấm nút hẹn hò nhau hay không. Mời em. Dạ em hát bài Lại Nhớ Người Yêu. Lại Nhớ Người Yêu, rồi chơi luôn. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm lại nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Nó hát hay gì mà giấu nghề hoài. Nãy giờ đã có nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi ha. Trên đây nó chỉ là một cái cơ hội thôi, gặp mặt thôi, và cảm nhận một chút xíu cảm xúc, và dùng cái lý trí để phán đoán một chút. Nếu cảm thấy đối phương được thì mình cho cơ hội mình tìm hiểu sâu hơn. Còn khi mình cảm thấy có những cái trường hợp gặp cái thấy không có điện, không có cảm xúc thì thôi, đó là tùy theo các bạn nha. Và đặc biệt mình đã lấy người trưởng thành, hãy ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó của mình luôn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu đồng ý nhấn mạnh nút, không đồng ý lấy tay ra. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Sao em mà không bấm? Tại mới bắt đầu gặp thì
em chưa có cảm nhận cái lần đầu gặp, chưa có cảm xúc gì hết. Nói chuyện thì cảm thấy cũng được, nhưng mà giống như chị nói là cái cảm xúc từ con tim, nếu mà mình cảm nhận được mình mới bấm, còn nếu mà chưa cảm nhận được thì chị cũng tôn trọng quyết định của em. Thế còn khi bạn trai không bấm thì mình có suy nghĩ gì, có cảm xúc gì không? Thì nói chung thì bây giờ như là anh em bây giờ có duyên thì nói chung là chưa có nợ thì mình làm bạn với nhau. Rồi, cảm ơn hai bạn mà. Thật ra thì Tường cũng rất là tiếc. Thật sự thì mình cũng không hiểu nguyên nhân chính xác là như thế nào, tại sao bạn ấy lại không bấm nút. Nhưng mà đúng là một cái duyên, nhiều khi nó không phải cái duyên nợ thì họ không bấm, mà mình phải luôn tôn trọng cái suy nghĩ và cái cảm xúc của mỗi người. Và thay mặt cho chương trình thì Tường vẫn xin được chúc cho hai em thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Thay mặt chương trình gửi tặng em một món quà, bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Xin cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Bây giờ các Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ là mai mối. Và ngay bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình bước ra sân khấu. Còn bây giờ bên nhà gái cũng hân hoan chào mừng hai cô gái xinh đẹp của tôi. Rồi, ngồi đúng vị trí của mình đi nào. Dễ thương, xinh đẹp, ăn bặn, tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đổi phong thủy, hôm nay mình sẽ hỏi chàng trai ghế đỏ trước. Em giới thiệu về bản thân mình một chút xíu nha, em tên là gì? Dạ, lời đầu tiên xin cho em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Quốc Lập, em 33 tuổi, em ở Bình Dương. Mình làm đang công tác ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý nhân sự cho công ty vệ sinh công nghiệp ở Bình Dương. Bình Dương là đoạn nào về em? Là ở Thủ Dầu Một chị. Em chạy lên đây nãy mất bao lâu? Dạ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thật ra 1 tiếng đồng hồ thì cũng bằng nội ô trong thành phố, chạy từ quận này qua quận kia. Dạ đúng rồi. Như chị từ Gò Vấp mà qua quận 7 ghi hình là cũng đi mất 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Lập? Dạ, điểm mạnh của em là em hoạt bát, vui vẻ, không ngại khó khăn, gian khó. Đôi khi là em kiểu hơi hiền với mọi người, gặp bị những cái thiệt thòi cho mình. Lúc rảnh rỗi thì em thích đi đâu? Dạ, rảnh rỗi thường em đi uống cà phê với bạn, thì gặp gỡ những bạn cũ, giao lưu với bạn bè tí. Bây giờ cô gái xinh đẹp ngồi ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi nè. Em chào MC Minh Đạt, chào tất cả mọi người. Thì em tên là Nguyễn Thị Huyền My. Em sinh năm 1995 và hiện quê của em là ở Bến Tre và hiện tại em đang làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Ở khúc nào vậy? Em ở Dĩ An. Dĩ An với Thủ Dầu Một cách nhau bao nhiêu cây ta? Biết anh Lập biết không em? Gần mà phải không? Dĩ An đâu, hai người hỏi nhau coi, em hỏi bển coi. Dạ cách khoảng chừng 20 cây ạ. Ủa vậy là từ Dĩ An lên đây là bao nhiêu phút? Dạ cỡ khoảng 45 phút. Dạ công việc hiện tại của em là ở Bình Dương là làm gì? Dạ công việc hiện tại của em là tuyển dụng và đào tạo những bạn làm streamer. Bán hàng qua mạng? Dạ không, và tương tác thể hiện tài năng á, ca hát hoặc là trò chuyện. Đó thì em làm công việc này bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm được 7 năm. Trời ơi, 7 năm rồi. Em làm từ lúc còn sinh viên tới bây giờ. Wow, streamer chuyên nghiệp. Trong cái kênh em là thể hiện những tài năng gì? Dạ thường thường thì em sẽ rap cho mọi người nghe, hát vọng cổ. Chỉ biết sơ sơ cái gì thì mình sẽ trình diễn cái đó. Bây giờ mình khoe điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Điểm mạnh của em là hòa đồng, hoạt ngôn, có những cái tài lẻ như là có thể làm cho người đối diện mình vui. Còn điểm yếu thì chắc có lẽ là hay mít ướt. Mình có một cái vấn đề gì đó thì mình hay bức xúc bằng cách là mình có thể lớn tiếng hoặc là khóc, là mình bộc trực quá nên là mình không có biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Rồi bây giờ vậy nè, đang nghe một cái cô mà giỏi như vậy, mình phải làm thử khúc trước đi cho bên đây ta nghe, ta hấp dẫn đi. Mình phải thử liền chứ hả? Bây giờ làm câu giọng cổ trước đi nè. Thôi thôi ông ơi, ông đừng chạy trốn quanh cô, vì trước mặt tôi đã rõ một con người giang hoa mềm. Vì khi đó ơi mặn cùng ông, tôi đã rõ chân lý của một viên tòa thẩm vấn. Thì tôi ông ơi, ông đừng chạy trốn quanh con. Được, hay rồi, vậy là hay rồi. Cứ chạy quanh co là nó cục, đường chạy quanh co là nó... Đừng chạy trốn quanh co nữa.
qua chàng trai cái màu xanh này, giới thiệu đi. Vâng, xin chào anh Hương Minh Đạt với chị Cát Tường. Em là Đặng Văn Nam, quê hương ở Tuyên Quang, sống ở Bình Dương. Công việc chính của em là thợ cơ khí, thì chuyên lắp ráp kết cấu nhà khung nhà xưởng, ví dụ như trường quay. Trong trường quay này em có thể là thiết kế và lắp ráp. Công việc của em là quản lý nhân sự. Bữa nay toàn là những người ở Bình Dương không ha? Nãy quản giờ lý nhân sự bên đây có hai người ở Bình Dương rồi đó. Quản lý nhân em sự. Là năm nay bao nhiêu tuổi Nam? Báo với anh chị là em năm nay 37 tuổi ạ. Rồi mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là hay ca hát, nấu ăn ngon, yêu thể dục thể thao. Điểm yếu của em thì hay gọi là trầm tính, ít nói, không hay thổ lộ. Nói chung là em thì một thanh niên nhưng mà em lại không thuốc. À ha. Không thuốc và em nghiện gì? Đến bây giờ thì nói chung là lên chương trình có khả năng để sau này thì em có thể là nghiện vợ. Sau này thì em có thể là nghiện vợ. À. Nghiện vợ. Nghiện vợ nhiều hơn. Khả năng nghiện vợ cao hả? Và rồi, em giới thiệu về mình đi nào, cô gái ngồi ghế màu xanh. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt và chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Kim Biên, em sinh năm là 1989. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh của công ty xây dựng. Em ở đâu? Quê em ở Cà Mau, còn em hiện tại em đang ở trọ ở Long An, nhưng mà công ty em ở Hóc Môn. Không, nó dính dắt quá vậy. Từ ngay chỗ em ở trọ lên tới ngay chỗ làm bao nhiêu phút? Dạ, 40 cây số à, sáng đi chiều về à. Mà sao lựa cái nhà trọ nó xa quá vậy, sao không gần ngay chỗ mình làm? Dạ em ở trọ chung với cha mẹ em, với em gái em. Dạ. À, cũng như là gia đình ở đó, từ dưới Cà Mau lên ngay Long An để mà lập nghiệp. Dạ. Điểm mạnh em biết em là gì nè? Điểm mạnh của em á là biết nấu ăn. Em thích nấu ăn nhưng mà em ăn ít lắm, tại vì nấu xong mới mệt. Kỳ vậy? Hay là tại đồ ăn mình nấu không được ngon? Em nấu ăn cũng khá ngon. Rồi điểm yếu là gì? Hay bị mất trí nhớ cục bộ. Giống như những cái em nào mà em muốn nhớ thì em nhớ, còn những cái như người ta nói gì đó là em hay quên. Giống như là em lỡ em hứa cái gì với người ta, em nói gì với người ta đó cái kỳ vậy, mất trí nhớ cục bộ. Hồi nãy bạn mới mượn tôi 500 ngàn, chiều bạn nhớ trả nha. Cái là mất trí nhớ cục bộ liền. Cái là mất trí nhớ cục bộ liền. Có vậy không? Không anh. Em vẻ hiền quá vậy. Vậy thì vì cớ làm sao mà em cơ duyên em tới tham gia chương trình vậy? Dạ thì em... Con em á giống như là... Con em? Dạ em là mẹ đơn thân. Ước mơ của nó là có được ba. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ em cũng muốn thương một người, thật lòng thương em. Con em bao nhiêu tuổi? Dạ 9 tuổi chị. Trai hay gái? Dạ trai. Hy vọng hôm nay em sẽ tìm được cái đối tượng đó nha. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Khai thác kỹ hơn ha chị ha. Bây giờ mình sẵn tiện mình khai thác tình trường của mình làm luôn đi. Luôn ha. Ừ. Mình kết hôn được bao nhiêu năm? Dạ 8 năm. Thì dạ. Tại sao mình lại chia tay? Chồng cũ của em á là tính gia trưởng, không có chịu nghe ai nói hết trơn. Cả thế giới phải chịu theo ổng, chứ ổng không chịu ai hết. Cái gì mà làm giọt nước mà phải tràn ly như vậy? Con ổng không có làm cha, ổng làm cha em, ổng làm cha em. Còn cha con ổng là em làm luôn. Là sao? Chưa hiểu. Muốn mọi việc đều theo ý mình, nó không có nghe ai hết. Ừ. Ai nói dữ luôn. Giờ bắt mọi mắt em phải phục vụ theo cái ý muốn của ổng. Sự là từ ngày cưới nhau về á, em là lo hết cơm nước tất cả. Sáng ông đi làm á thì có một bình nước sẵn cho ổng, hoặc là nấu mì, hoặc là chiên cơm, hoặc là mua đồ ăn sáng cho ổng. Chưa về là phải có cơm, còn không có cơm là ông quà ông đi ngủ, không có tiếp gì hết. Còn đi nhậu á thì tới 10 giờ mới về, mà em nhắn tin thì cằn nhằn. Sau đó thì cái giọt nước tràn ly là cái ngày ăn cơm, cũng bữa sáng chủ nhật ông ăn cơm mà ông nói em là cứ cằn nhằn ông đi nhậu. Bữa cơm gia đình không vui vẻ. Cái lúc đó ông bỏ thì ngầm bỏ cơm, bỏ nước, bỏ hết. Rồi ai là người quyết định ly hôn? Dạ em. Bây giờ con trai là ở với em. Dạ. Thông tin của cô gái màu bây giờ chị xanh. Tường muốn hỏi cảm nhận của hai bạn trai trước là sau khi nghe câu chuyện của bạn gái cũng đã từng đổ vỡ như vậy, có một đứa con trai 9 tuổi thì không biết là suy nghĩ của các bạn như thế nào. Bạn trai gái đỏ phát biểu trước nhé. Dạ thì cái chuyện mà lập gia đình mà không có hạnh phúc thì cái đó mình cũng không ai muốn, nhưng mà người em cảm thấy là thiệt thòi nhiều nhất là người phụ nữ. Đằng sau những cái cuộc ly hôn đó, người phụ nữ sẽ phải có những cái khó khăn, nếu mà muốn bước tiếp nữa cũng nhiều khó khăn hơn là người nam. Gia đình nếu mà một khi mình đã xác định là lập gia đình á, hay cả hai nên hướng về một hướng là đó là một cái gia đình, luôn làm những cái việc mà kiểu cho nhau cảm thấy bình yên.
Còn em? Của bạn gái thì nói chung là cũng thực sự là bạn cũng chịu thiệt thòi vì không được may mắn như bao người. Bạn ấy là cũng thiệt thòi. Bây giờ mong muốn là bạn ấy tìm được người người ta mà hiểu với mình thì nó cũng rất là khó. Thì còn tình trường của em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em một. Em thì từ hồi bữa mà em chia tay bạn gái đến giờ là em cũng kiểu là mình sợ mình không dám yêu nữa. Mối tình đó như thế nào? Sau khi em đi bộ đội về được 2 năm, em có quen một bạn thì khác quê. Thế rồi sau đó cái phong tục, tập quán không hợp nhau. Thế rồi qua Zalo, Facebook thì cũng cách đây khoảng 2 năm em cũng có gặp lại, cũng hỏi thăm em là lấy vợ chưa. À. Thế thì hôm nay em muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào nè? Cái tháng này là cái tháng 7, mà cái ngày mà Vũ Lan báo hiếu. Em thì mất bố rồi, còn mẹ thì em rất là thương mẹ. Mẹ em có nói với em là cố gắng lấy vợ. Nhưng là em cũng không chọn, có nghĩa là bạn nào còn người mẹ. Có nghĩa là mẹ em có nói với em là có qua một đời chồng cũng được. Qua một đời chồng cũng được. Còn lấy để báo hiếu với gia đình. À, nói chúng là mẹ cũng lớn tuổi rồi, muốn dạ. Nhìn thấy em có một gia đình yên bề gia thất. Mẹ đang mẹ ở đâu? Yên tâm hơn. Mẹ em ở Tuyên Quang. Mẹ ở với ai? Mẹ em bây giờ là đang ở với em trai của em, là lấy vợ xây dựng gia đình rồi. Có nhà riêng của em. Nhà em thì em là cả, giữa có một đứa em gái, một em trai út. Thế bao nhiêu năm nay em không thích một người phụ nữ nào hết à? Thế là cứ quen bữa đầu ấy thì mời nhau đi uống nước, là cà phê chẳng hạn đấy. Bữa thứ hai thì là kêu anh ơi mai đi sinh nhật bạn em. Thế bữa thứ tư là bạn ấy chủ động mình là nhà hỏng bóng điện. Thế bữa sau nữa là bể màn hình điện thoại. Là người ta yêu mình không có thật lòng anh ạ. Cảm thấy sợ. Rất có nhiều cái lý do rất là kỳ cục. Chị rất là hiểu, rất là đồng cảm với em, dạ. Rất là trân trọng em. Rồi tình trường của em sao nè? Trước giờ thì em cũng quen 5-6 mối tình, làm cho em cũng khóc sức mướt. 5-6 mối tình mạnh dữ. Thấy chưa, học hỏi làm cho người ta hay là người ta làm ông? Dạ thì em khóc. Ủa, khóc luôn hả? Dạ, nó hơi cũng mít ướt tí thì à. Mỗi lần chia tay cũng hay khóc. Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Sau đó thì không khóc nữa. Thì cũng có lý do là bị cấm sừng. Có mối tình lâu nhất của em là mối tình 2 năm rưỡi. Thì hai đứa rất là thương nhau, nhưng mà vì lý do tuổi tác nên không đến được với nhau. Tuổi tác thì sao? Kỵ chị. Trời ơi, ông thầy bói dính dồn nữa. Dạ. Em tuổi gì, người đó tuổi gì? Dạ em tuổi Tỵ, người đó tuổi Hợi. Ba mẹ cấm hay là sao? Em là tuổi Tỵ hả? Dần thân Tỵ Hợi. Cho hỏi thăm đây ha, dần thân Tỵ Hợi có ai dính không ạ? À? Sao che mặt vậy? Tuổi Hợi. Tuổi Hợi, rồi ghế màu đỏ. Rồi xong phim. Còn ghế màu xanh tuổi gì ạ? À? Dạ tuổi Tỵ. Dạ tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ luôn. Cho hỏi đây luôn tuổi gì để mà biết nãy giờ mình ngồi tứ xung. Sửu hợp với tuổi Tỵ. Thấy tôi là tôi kỵ ông thầy bói à? Dần thân Tỵ Hợi. Chứ đâu ghép đôi mà tôi nghe vậy xong tiên tôi bị trùng bước quá. Không mấy ông về ông cưới ông thầy bói làm vợ luôn đi ông ơi. Dạ không, cũng một phần không phải. Tại em cũng muốn cưới cô đó, nhưng mà kiểu như tâm lý ở gia đình cô đó ấy không chấp nhận được. Rồi bây giờ ví dụ yêu một người nữa mà bây giờ kỵ tuổi nữa vẫn về nhà không chịu nữa rồi làm sao? Dạ chịu luôn chứ sao chị ơi chị. Tuổi này mà còn mày đặt kén cá đặt canh nữa là lên đường luôn á. Trời ơi, rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm bạn gái là có tính cách thì cũng biết quan tâm, suy nghĩ tí, công việc ổn định. Ngoại hình thì cũng không cần phải xinh đẹp lắm mà kiểu ưa nhìn tí là được. Chiều cao rồi, cân nặng, da trắng, da đen đồ có gì không? Chiều cao khoảng 1m55 tới 1m6 là gì được. Rồi. Dạ, dạ, da sáng là được, da sáng là được. Rồi, bây giờ tất cả mọi người đã tâm sự chuyện tình cảm rồi, bây giờ còn có mỗi mình em đó. Em có 2 mối tình. Trong đó có một mối tình chính thức năm cấp 3. Sau đó em lên đại 2 học. Mối tình. Xong rồi lên đại học thì do là anh đó ghen quá. Nhưng mà khi ghen thì nói những cái lời không có hay. Cho nên là em chia tay. Em hay đi những cái hoạt động thiện nguyện á. Và gặp những cái bạn đi cùng chương trình với mình. Cũng do những người khác họ tác động vào. Nên anh ta không có tự tin vào cái tình cảm đó. Cho nên là anh ghen. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Thì bây giờ mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì nè?
Em thì không có hình mẫu người đàn ông lý tưởng, nhưng mà em cũng mong muốn là tìm cho mình một người đàn ông biết quan tâm tới người yêu của mình, tới vợ của mình, và đừng có ghen quá. Quan trọng thì em nghĩ là do bản thân mình tự ý thức được cái mối quan hệ nào là quan trọng nhất, rồi những cái mối quan hệ bạn bè. Anh hay nói với em là anh thấy em không có quan tâm anh bằng bạn bè của em. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình trong một cái mối quan hệ yêu đương thì mình sẽ quan trọng là bản thân mình tự ý thức được. Cho nên là đừng có ghen quá. Nhưng mà em cũng biết là tại vì người ta yêu người ta mới ghen. Bây giờ phải rạch ròi đúng không? Dạ. Và em rất thích bạn trai của mình mũi cao. Mũi cao mà còn mũi bự luôn á. Tại sao, lý do anh muốn biết lý do tại sao lại thích mũi cao? Tại vì mũi cao nhìn đẹp. À, thiếu gì cái đẹp. Nhưng mà mũi cao mà mũi sữa thì được không? Silicon. Được luôn. Được luôn, miễn sao mũi cao là được rồi. Dạ, cao silicon thì lúc mà hôn nhau thì mình sẽ tìm cách khác được không? Ủa thế nào? Bắt gì hôn phải tìm cách khác là sao? Mũi bị dướng cái lỗ mũi. Bên mình phải tỉa một góc 90 độ vậy nè. Đó. Để lại không làm tổn thương. À, tổn thương. Bạn đó phải hiếu thảo với gia đình. Và em không thích người đàn ông có lông mũi. Có lông mũi. Ủa, ai cũng có lông mũi. Chỉa ra ngoài mà không có lông mũi. Chỉa ra ngoài. À, biết cắt tỉa đúng không? Tại vì bà này bà pho kết vô cái lỗ mũi không à. Ờ. Bấy cái lỗ mũi mà bị cái gì là cái là bụng cá mọc ra lỗ mũi cũng không được nha. Ví dụ như người đàn ông đó có bấm lỗ mũi thì có sao mà. Dạ không sao. À, có đó làm đẹp thì được. Dạ. Đây, bên đây ít nè, bên nhà gái ít trên hỏi trước nè. À, hello em, rồi cầm micro lên cưng. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Minh Đạt. Em tên gì? Em tên là Ân. Ân, em là người nhà của ai? Em là người nhà của bạn nữ 95 ạ. À, bạn nữ ghế đỏ phải không? Dạ, bạn ghế đỏ. Rồi. Dạ. Hai anh rất là chững chạc. Thứ nhất là công việc ổn định. Nói như anh Đạt là focus vào cái mũi thì nó thì nó sẽ làm cho hai anh là có vẻ một tí là sợ sệt. Nhưng mà bạn nó chỉ đùa vui vậy thôi. Còn về tính cách, về công việc thì bạn đó khá là bận. Nên là khi mà được hai anh chia sẻ với anh Áo Xanh có nói là anh đó biết nấu ăn thì đó là một điểm cộng rất lớn. Tại vì bạn nữ khá là bận và về việc chăm sóc bữa cơm gia đình hoặc là tự nấu ăn cho bản thân thì chưa được tốt lắm. Anh ngồi ghế đỏ thì em thấy anh cũng trải qua được nhiều tình trường, cũng có nhiều kinh nghiệm. Nếu thấy... như là để tư vấn cho bạn mình chọn một anh thôi bạn thì em sẽ chọn anh nào? Dạ thì chắc là em sẽ nghiêng về anh áo ghế xanh hơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nha. Mời bên họ nhà trai. Em xin chào chị MC Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em là bạn thân của bạn Lập. Bạn biết chăm lo gia đình thì bạn em cũng đang cần một người như vậy. Và nếu mà để chọn một trong hai thì em thấy bạn ghế xanh sẽ thích hợp hơn. Tại vì bạn em thì cũng không phải là so đo và khó khăn với khó khăn về cái vấn đề chồng, đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì bạn nữ ghế đỏ thì bạn theo như em cảm nhận thì bạn cần cái sự quan tâm mà nhiều hơn cái bình thường. Trong khi bạn của em thì nó đôi lúc nó có cái ghen hơi quá thì không biết có kiểm soát được hay không thôi chứ theo như cảm nhận của em thôi. Còn quyết định thì vẫn do là bạn em. À ha, rồi cảm ơn. Đấy, em. Bạn rất tốt. Bạn phân tích rất là chi tiết luôn. Chào em, chào, xin chào anh Hữu Minh Đạt với chị Cát Tường. Em là chị bạn của em ghế xanh. Em ghế xanh là thấy tấm tình cũng hiền lành, cũng hật hà và cũng biết chia sẻ, cũng hợp với em ghế xanh bên đây. Hai người nữ xinh đẹp bên đây. Nhưng mà thấy hợp người nữ ghế xanh nhiều hơn. Chị cũng mong cho em cũng cho anh ấy, cho em ấy cơ hội để hai đứa cùng sánh bước bên nhau đi suốt con đường. Rồi em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị. Lần đầu tiên mà tôi thấy hai bên họ nhà trai họ nhà gái cho những cái ý kiến mà đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Đây là những người thật sự đi theo và phân tích rất rõ. Họ muốn người thân của họ tìm được một cái bến đỗ rõ ràng. Và cái người lựa chọn là những người trên sân khấu này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần Mở cửa trái tim.
cho em gửi. Có một cái hộp màu đỏ và có một cái hộp màu xanh. Rồi bây giờ mình từ từ, mình cứ khui quà đi cái đã, từng bạn một đừng gấp. Mời em gái. Đó là gì ạ? Một bó hoa gồm có 5 bông hoa. Nó có kèm theo ý nghĩa gì không cưng? Dạ đây là hoa sáp thì nó để giữ kỷ niệm với anh như vậy em được lâu hơn. Dạ cũng vậy luôn ạ. Dạ cũng vậy luôn. Rồi mời em. Em tặng em. Wow. Ý nghĩa thì em cũng rảnh rỗi thì cũng hay vào mạng mà cũng sở thích là hay chơi cây kiểng. Thì em thấy cái sen đá thì là nó là cái chữ cái từ đá ở trong ấy, nước chảy đá mòn. Em nghĩ là người phụ nữ của em sau này nó không mòn. Không thể với em. Là dạ. Sao? Là sao? Người phụ nữ của em sau này cũng mòn là ý gì? Dạ, có nghĩa là chung thủy với em ạ. Sau này em mong muốn là người bạn của em nó không mòn. Khi mở cửa trái tim này ra thì không biết là cảm xúc của các bạn dành cho nhau như thế nào. À, các bạn nữ mình nhận quà mình trả lời trước đi. Em cảm thấy được sự chân thành của hai anh. Và thấy ai cũng hiền. Về cảm xúc thì em cảm xúc về anh bé xanh nhiều hơn. Tại vì em thấy anh chân thành quá. Nãy em có nghe câu chuyện của anh không? Lúc anh chia sẻ về mẹ. Dạ có. Và lúc đó hình như là anh hơi xúc động. Đúng rồi. Em thấy là cảm nhận được giọng của anh là gần như là muốn khóc. Và em cũng là một đứa con hiếu thảo cho nên là em thấy anh như vậy em cũng mến. Dạ. Và anh ghế đỏ thì em cảm thấy được sự lịch lãm từ anh. Và em nghĩ là nếu như mà anh quen một người tiếp theo nữa thì anh ghen có cảm xúc lại xíu, hạn chế lại cái sự ghen của mình. Em cảm ơn hai anh về món quà này. Hay quá, sao hôm nay ai cũng nói hay hết trơn á. Rồi, tới chương em, cảm nhận của dạ em. Dạ là em trước tiên cảm ơn hai anh. Món quà nào thì nó cũng đều đáng quý với tấm lòng hết. Em nghe hai anh kể, hai anh nói về cái những mối tình của mình thì em nghĩ là hai anh cũng hiểu, cũng cảm thông. Có thể là hiểu cảm thông cho em. Mong là nếu mình có duyên đến với nhau thì cũng có kết quả. Rồi, tới cảm nhận của hai chàng trai. Khi mở cửa ra gặp hai bạn thì em hai bạn rất là dễ thương. Còn cái nghe nữa là cảm nhận hai bạn nữ đây là cũng có những cái suy nghĩ rất là trưởng thành, chín chắn. Cái điều đó là em cảm thấy rất là thích. Mời em. Anh cơ khí của tôi sao nè? Cảm giác của em thì gặp các bạn nữ thì nói chung là ai cũng đáng yêu. Những cái gì mà cần nói thì bạn ạ, ghế đỏ đã nói rồi. Em có một nhận định là khi người phụ nữ thì rất là vất vả. Nên là người đàn ông nếu có cuộc trong gia đình thì rảnh rỗi nên chia sẻ trong cuộc sống gia đình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giao lưu một chút xíu cho nó vui. Đây nè, hồi nãy cô cái đỏ nói là mình còn rap nữa đúng không? Đúng rồi, em rap cái gì nè? Em xin gửi tặng cho tất cả mọi người ở đây và bên đèn trai một bài rap em tự sáng tác. Nhưng mà nếu mà trong quá trình rap có quên lời thì đừng có cười em. Đó là bài Phèo ơi. Phèo ơi, vỗ tay nào. Phèo ơi. Xấu xí, ma chê quỷ hờn, bờ môi thì nức nở dù cho cười khe khẽ vẫn ngắm mặt những chàng trai. Gương mặt của em sự mi mai có tạo quá, má xinh im ra, tướng bề ngang còn thân bề dài, mũi vừa ngắn vừa nhỏ vừa đỏ vừa săn sùi. Tính thì lại hay ngủ, ba đâu là ngủ đó, đang quét sân cũng có thể lăn ra mà ngủ. Gia cảnh em nghèo dòng dấu thì má hủi, nghĩ lại cũng tuổi suốt kỳ chỉ lủi thủi chẳng dám đi thính trai. Cả tóc ở trước gương thấy mình rồi thấy ngại, tự hào mà nói em có 102, em có 102. Quá dễ thương. Dễ thương. Tao cảm xúc của hai anh như thế nào nè, nghe sao? Anh hát rất là hay. Có nghe cái lời bài hát không? À, có. Trời ơi, Chí Phèo ơi. Rồi, muốn làm sao? Chí Phèo mà. Muốn rụng tim luôn chị. Rụng tim luôn hả? Trời ơi, tôi phụ nữ mà tôi còn muốn rụng nữa đây, huống chi là nam giới. Bây giờ hai bạn có gì là tặng lại anh ta không? Em nè, giờ ta ngồi cái đỏ rồi đó, giờ em cũng cái đỏ nè, em làm gì hay con anh à? Dạ thì hôm nay đến chương trình em cũng có chuẩn bị một đoạn ca hát. Rồi. Nhận ra mình đã không yêu thương ai trong tim từ lâu.
Rất lâu từ khi chỉ một người con gái anh yêu thương, ngày lần lần tan nát con tim anh, khiến giờ đây tình yêu là những đêm mùa đông hiu quạnh làm lệ rơi, chào mi ngàn nỗi cô đơn dẫn kỷ niệm người yêu ơi sao em đành. Wow. Bây giờ mình bàn cái chủ đề chút xíu là các bạn đều là những bạn trẻ đang khẳng định cái vị trí của mình, khẳng định cái công việc bản thân. Các bạn sẽ sắp xếp như thế nào để cân bằng được cái tình yêu, để lo cho cái người mình yêu và hoặc là cái công việc của gia đình? Thật ra thì bây giờ sáng thì em cũng đi làm hơi xa, chiều thừa về thì cũng muộn rồi. Em chỉ có rảnh tối 24/6. Tại vì 3 năm 7 em còn phải đi học thêm. Học gì vậy em? Học thêm. Dạ, em học về thiết kế đồ họa. Có yêu nhau thì em cũng tranh thủ dành thời gian cho những ngày 24/6 hoặc là với chủ ở Nhật. Rồi con cái thì hiện tại ai coi? Dạ, ở với ở nhà, đang ở Long An với mẹ cha em. Thấy em được chưa? Dạ. Hồi lúc nãy em nghe anh ghế đỏ nói là mẫu bạn gái lý tưởng của anh là cao 1m55 trở lên. Em cao có 1m54 à? Em cao có 1m54 à? Trời. Anh thích phụ nữ da trắng. Da sáng, da sáng. Da sáng nhưng mà em thì lại da ngâm. Em có muốn sáp lại anh thì nó cũng ngại, nó hơi tự ti á. Tại vì da ngâm là em đã tự ti từ nhỏ tới lớn rồi. Nếu mà hẹn hò thì em muốn hỏi hai anh là anh sẽ sắp xếp được một tuần như vậy là khoảng mấy ngày để gặp em? Gặp nhau hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được một tuần là 2 ngày. Dạ. Nếu mà rảnh thì có thể nhiều hơn. Nhưng mà công việc của anh có kiểu là có thoải mái giờ giấc không? Kiểu công việc anh thì cũng tương đối thoải mái. Dạ. Thì cũng đôi khi cũng sẽ bận rất nhiều nhưng mà đa số là thoải mái. Cũng sẽ có nhiều thời gian để mình quan tâm nhau hơn. Dạ, hiện tại anh đang sống với ai? Sống với mẹ. Là hai mẹ con. Dạ. Nói về mẫu người thì cái đó là gì? Vậy ai cũng hỏi, đặt câu hỏi ra thì mình sẽ có những cái mẫu người đó mình cảm thấy thích vậy thôi. Gặp nhau mà cảm thấy thích là thích rồi. Nó đơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Thật ra cái mẫu người là hỏi cho vui, mẫu người lý tưởng là hỏi cho vui. Nhưng đôi lúc mình sẽ yêu một người chả giống một cái mẫu người nào mà mình đặt ra cả. Yeah. Đó là trên thực tế là vậy luôn. Nói lại cho người ta cho chắc chắn, cho người ta yên tâm coi chứ để thôi rớt à. Rớt à. Cái vấn đề mà em nói cái giờ da hay cái này kia mà kiểu em không thấy hơi tự ti cái đó thì đó anh thấy không quan trọng đâu. Quan trọng là ví dụ mình gặp gỡ nhau, mình cảm thấy tính tình phù hợp, mình cảm thấy vui vẻ đối với nhau. Đó là cái điều quan trọng nhất. Tới em là đó. Thì em chỉ làm vào ban ngày thôi. Còn buổi tối thì thường thường là em, nếu như mà khách người ta không dồn ép mà dục đặt hàng nhiều thì em cũng nghỉ. Chỉ có đạp xe đạp. Em là có một cái sở thích là đạp xe đạp. Buổi tối em đạp xong về em tắm xong rồi đến đi nghỉ. Hẹn hò thì em là ngày chủ nhật là nguyên ngày là em không làm gì cả. Đấy, còn buổi tối nào trong tuần cũng được. Từ khoảng 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Thế bây giờ các bạn cũng nghe nhau hết trơn rồi. Đây là giây phút các bạn quyết định. Tường sẽ cho các bạn thử cảm xúc với nhau. Tường mời từng bạn trai một sẽ lần lượt qua xin phép nắm tay từng bạn gái. Chị muốn là em nhận... Nắm tay mới nói. Xin phép nắm tay đàng hoàng lịch sự. Cảm nhận gì? Cảm ơn em. Em cảm nhận được là anh đã bắt đầu thay đổi về quan điểm lúc nãy anh đưa ra rồi đó. Đúng không? Đúng không? Chính xác. Chính xác. Ủa sao kệ đi, muốn làm thì làm rồi. Đối mệt quá. Lớn hết rồi. Thôi kệ. Đôi khi người ta bắt được nhịp. Thì sẽ rất không nắm tay em. Nhưng mà mình muốn em nhìn anh. Rồi em cảm nhận gì trong con người của anh? Có đủ bình yên không? Chắc bình yên đó thì phải tìm hiểu. Tại bình yên thì mỗi người có mức độ như là cái giới hạn. Rồi, mời. Xin xe đây. Cô ta lạnh vậy? Run nữa ạ. Thì run hả? Hôm nay đứng trước hai người phụ nữ xinh đẹp và run. Anh có thích làm rễ miền Tây không? Anh không có khái niệm là ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được. Ở nhà. Dạ. Nắm tay em anh thấy gì? Mát. Mát rưỡi luôn. Từ giờ nãy trong ghế quay là nóng nhưng mà cầm tay em nó mát. Yeah. Anh cảm ơn. Yeah. Thì qua cái chương trình anh có một lời nhắn cho em như này.
không phải là anh sống ra trưởng, nhưng mà cái món mà ở trong Nam miền Bắc anh nấu giỏi chứ trong này dở, nên là hy vọng là em lúc nào sẽ cho anh thưởng thức món ăn mà ở trong đây. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã chia sẻ, giao lưu văn nghệ, tìm hiểu. Và mặc dù 30 phút trên chương trình này ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho các bạn cảm nhận được và cũng như có thể dùng cái lý trí để phán đoán xem ai sẽ là người phù hợp với mình. Cơ hội ngang nhau, mỗi người đến đây đều có hai cơ hội như nhau cả. Hãy làm theo đúng trái tim mình mách bảo. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Em nói cái giờ da hay cái này kia mà kiểu em cảm thấy hơi tự ti cái đó thì đó anh thấy không quan trọng đâu. Quan trọng là ví dụ mình gặp gỡ nhau, mình cảm thấy tính tình phù hợp, mình cảm thấy vui vẻ đối với nhau. Đó là cái điều quan trọng nhất. 4 Dạ, em là mẹ đơn thân. Ước mơ của nó là có được 3. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ, em cũng muốn thương một người thật lòng thương em. Là em cũng không chọn, có nghĩa là bạn nào còn người mẹ. Có nghĩa là mẹ em có nói với em là bỏ qua một đứa chồng cũng được, còn lấy để báo hiếu với gia đình. 3 2 Về cảm xúc thì em cảm xúc về anh bé xanh nhiều hơn. Tại vì em thấy anh chân thành quá. 1 Và bấm ạ. Bấm. Bấm chưa ạ? Và hết thời gian ạ. Cùng thì chúng ta thấy là có một cặp đôi đã được kết nối tại chương trình ngày hôm nay. Đó là hai bạn cùng ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Bây giờ thì trước tiên Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho em nha. Để tặng cho em nè, một tay cầm quà thôi, cái này nó nhẹ hiều à, tay kia vẫn phải nắm tay nhau. Và bây giờ thì một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ của hai bạn trên chương trình ghép đôi thần tốc. Xin mời hai bạn. Wow. Cố gắng sắp xếp thời gian, chúc cho hai bạn sẽ có những cái thời gian tìm hiểu, hẹn hò với nhau thật là thú vị. Giờ đối cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà. Đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đối với cặp đôi không thành công các bạn đừng lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn sản phẩm, đó là gói Ruby của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với một môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm được một nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng chương trình. Ứng dụng Speakable sẽ chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.